Ok, clip này mình sẽ lấy bộ Denon CS3 đánh cái cặp loa Onkyo DTK10 Takamai này nha mọi người. Và do đây là một cái cặp loa chuyên về cái guitar acoustic người, cho nên là mình sẽ chơi một cái ca khúc theo cái phong cách guitar acoustic của Phương Thảo người ha. Ca khúc Cô Gái Đến Từ Hôm Qua nha mọi người. Chờ lại